Và cái gạo này trước khi nấu thì em sẽ gang lên theo cái kiểu mà của Việt Nam, gạo cháo gạo gang. Dạ. Yeah. Nó kèm với lại cái gạch tôm khi mà lấy ra. Anh á thì anh đang trông chờ biết cái gì không? Cuộc chiến pan lan. Tại vì anh thấy có người nấu giống em. Noritake, thương hiệu xứ số 1 Nhật Bản. Đây mình được chọn con tôm lửa ở Côn Đảo. Loại tôm này thịt rất là săn chắc ngọt, nhưng mà điểm yếu của loại tôm này thì thịt rất là khô nếu mà chế biến quá thời gian. Đang sẽ kết hợp một món ăn truyền thống của Việt Nam là món kho tộ, kèm với lại một món ăn truyền thống của người Tây Ban Nha là món cơm bây giờ. Cái món cơm này ở Tây Ban Nha thì nó cũng giống như những cái bữa cơm gia đình ở Việt Nam. Nó sẽ nấu một chảo cơm lớn và mọi người cùng quay quần lại ăn. Và mình sẽ kết hợp món kho, thì món kho đó rất là phù hợp ăn với lại cơm. Mình may mắn là mình có một cái bếp trưởng người Tây Ban Nha và một tổng giám đốc người Ấn Độ, thì họ hay xuống bếp mà, hay nói chuyện với mình, rồi họ chia sẻ, họ rất là yêu Top Chef ở tất cả mọi nơi. Và họ nói là nếu như bạn đi thi á, thì bạn có thể chia sẻ ẩm thực của đất nước của họ, tại vì họ rất là muốn những cái ẩm thực của họ có thể khiến cho người Việt Nam á bắt đầu nhìn nhận như một cái hướng khác. Giống như nói về Tây Ban Nha không chỉ riêng tapas, nói về Ấn Độ không chỉ riêng những loại bánh nan, rất là nhiều thứ đặc biệt. Cái tôm uni rất là tươi, cho nên mình nghĩ có thể làm tái đặc ta ăn kèm với lại một cái bánh banabui Ấn Độ, một cái cháo tôm hùm theo kiểu Việt Nam, một xíu cơm Tây Ban Nha theo dạng khoai la. Yến lần đó đủ mạnh, yến có một sự kết hợp rất là tuyệt vời, và yến có một cái lưỡi good. Em sẽ kết hợp một món kho truyền thống của Việt Nam, tôm kho tộ, và một món có nét văn hóa rất là đặc trưng mà nó giống như người Việt mình là chảo cơm bê da. Dạ, cái này là hoa riền của Việt Nam. Anh có thể xé một cái lá ăn thử. Em sẽ kho với tôm. Ăn được không? Dạ được. Mình ăn nhai cái hương vị rất là nhẹ nhàng. Hy vọng là sếp sẽ kết hợp được, tại vì đây là cái nguyên liệu rất là tốt, rất là ngon. Bao nhiêu phút con này? Nó tầm là 10 phút, nhưng mà em sẽ nấu nó 8 phút thôi, để cho nó còn hấp cúc. Em sẽ lấy thịt nó ra một xíu nữa, em sẽ ngâm vô cái sốt kho. Em sẽ làm cái kiểu mới. Thường Việt Nam mình sẽ kho một cái tôm mà nó săn cái thịt lại, thì nó sẽ phù hợp với lại những cái con tôm nhỏ. Còn để giữ được cái giá trị của con tôm lớn này thì em chỉ kho cho nó thấm vị, nhưng mà tôm vẫn còn giữ được độ dai và độ ngọt, độ mềm của tôm, để cho nó phù hợp với lại bạn bè quốc tế. Today, the starter, I want to give you the Banabui style. A little bit inside we have the lobster tartar and we combine a little bit the Vietnamese herb. After that, we have risotto soup, and we combine with a little bit the gumbo well mushroom. Are you sure that you are cooked right? He is from there. I'm French, but I'm come from Spain too. You see, cái món pha la là cái món là quốc gia Tây Ban Nha. Chảo này em sẽ mix như nào? Dạ, đầu tiên thì em sẽ nấu cái nước dùng tôm cho nó thật là ngọt. Sau đó là em sẽ ngâm cái nấm well. Em lọc nó lại, em lấy cái nước nấm đó, em cho vô em nấu chung với lại cái gạo, cái gạo Bombay. Và cái gạo này trước khi nấu thì em sẽ gang lên theo cái kiểu mà của Việt Nam, gạo cháo gạo gang. Dạ, yeah. Kèm với lại cái gạch tôm khi mà lấy ra. Anh á thì anh đang trông chờ biết cái gì không? Cuộc chiến pan lan. Tại vì anh thấy có người nấu giống em. Em xin mang đến một món ăn đặc trưng của người Việt Nam là món tôm kho tộ kèm với cơm Paella của Tây Ban Nha. Em lấy cái tiết canh tôm, em nấu với lại một ít tôm dùm bắc để cho nó có vị chua và cho nó kết đông lại. Sau đó em phủ lên cái phần thịt tôm của em giống như một cái tapas kiểu mới. Tôm kho tộ thì em kho với lại thịt tôm, gạch tôm và cái nước dừa và cơm dừa, nước mắm, cơm đặc trưng truyền thống của Tây Ban Nha. Thì nó có 3 phần đặc biệt, đó là gạo bomba, chảo phải làm bằng thép, nước dùng sẽ nấu bằng vị hoa nghệ Tây. Và cái dĩa hôm nay em trình bày thì hoa văn trên dĩa của Noritake cỏ 4 lá. Dạ, em nay em đã chọn được tôm mũ ni của đảo Phú Quý làm 3 món. Thì đầu tiên em sẽ kết hợp một chút xíu cái hương liệu của Việt Nam và cách ăn theo kiểu Ấn Độ. Thì em sẽ làm cái bánh Panipuri ăn kèm với lại tạc ta tôm mũ ni, dầu lá é. Tiếp theo nữa em sẽ nấu những cái gạch tôm mũ ni đi kèm với gạo risotto mà nấu theo kiểu cháo tôm Việt Nam, và đi kèm với gạo lứt giòn và gông biển. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.